chào các chị yêu nha. Tưởng Mai Quốc Thịnh và Queen Fashion xin chào các chị yêu nha. Chị yêu nào đang thấy em không ạ? Có chị yêu nào đang thấy em không ạ? Chị yêu nào đang thấy em cho em xin một chấm đi ạ. Chị yêu nào đang thấy em cho em xin một chấm đi ạ. Hôm nay em sẽ like một mẫu váy cực một mẫu áo cực kỳ xinh luôn nha, cực kỳ xinh luôn nha. Chỉ người chính ca hai mẫu áo nha. Chị yêu nào nhìn thấy em thì mau cho em xin một chấm đi ạ. Có chị yêu nào đang nhìn thấy em đang xem livestream thì hãy cho em xin một chấm để em biết các chị đang cùng theo dõi live cùng em đi nào. Hôm nay em sẽ theo xả với giá cực sốc luôn nha, giá cực sốc luôn nha. Hai chiếc áo nhũ cực xinh, hai chiếc áo nhũ cực xinh với giá chỉ 19k. Chị yêu nào thấy em thì cho em xin một chấm đi ạ. Dạ em chào chị Ruby Phạm, em chào chị Phù Thủy Thí Tin, em chào chị Đồng Xoan nha. Chị yêu nào thấy em thì cho em xin một chấm đi ạ. Các chị yêu ơi, hôm nay em sẽ theo với giá cực sốc luôn nha, theo với giá cực sốc chỉ 19k, hai chiếc áo nhũ cực kỳ xinh luôn nha các chị yêu nha. Chị yêu nào đang xem livestream cho em xin một chấm. Em chào chị Tịnh Hà, em chào chị Tạ Thị Mộng Thường ạ. Em chào tất cả các chị đang xem livestream nha. Chị yêu nào đang xem thì cho em xin một chấm nha. Em chào chị Trang Trần nha. Các chị yêu ơi, hôm nay em sẽ sale hai chiếc áo nhũ này giá cực sốc chỉ 19k thôi. Chị yêu nào muốn mua chưa? Hai chiếc áo này với giá 19k thì hãy chia sẻ cho em ít nhất là 10 lần nha. 1-2 lần trên trang cá nhân bật chế độ công khai và 8 lần trên các hội nhóm nha. Em thấy chị nha, chị Tinh Hà, em chào chị Linh Bảo, em chào chị Hải Diêm Nguyễn nha. Em chào tất cả các chị nha, em chào chị Thảo Ninh nha. Các chị yêu ơi, tăng view lên cho em đi nào. Chia sẻ cho em đi nào, chia sẻ cho em sẽ bắt đầu, để em sẽ bắt đầu chốt đơn nha. Em sẽ chốt đơn. Các chị yêu ơi, tăng view lên cho em đi nào. Queen Fashion tăng view lên cho em 50 lượt view thì em sẽ bắt đầu chốt đơn đầu tiên nha. Xưởng Mai Quốc Thịnh tăng view lên cho em đi nào. Em chào chị Tịnh Hà, em chào chị Liên nha. Em chào chị Linh Bảo nha. Các chị yêu ơi, nhanh tay chia sẻ đi nào, chia sẻ tăng view lên cho em đi nào. Tăng view lên cho em đi thì em sẽ bắt đầu chốt đơn nha. Chỉ 19k hai chiếc áo nhũ cực kỳ xinh luôn nha. Cực kỳ xinh luôn nha các chị yêu nha. Chỉ 19k thôi, chỉ 19k hai chiếc áo nhũ nha. Chia sẻ ít nhất là chia sẻ 2 lần trên trang cá nhân bật chế độ công khai và ít nhất là 8 nhóm nha. Ít nhất là 8 nhóm và 2 lần trên trang cá nhân bật chế độ công khai nha. Em chào chị Lưu Kim Mỹ nha, em chào chị Nguyễn Hải Cường nha. Em chào Linh Bảo nha. Linh Bảo ơi, chị đã chia sẻ chưa? Chị chia sẻ rồi thì chị ghi là chia sẻ và comment lại hộ em nha. Các chị ơi, tăng view lên cho em đi nào. View ít quá em không chốt được đơn như thế này đâu ạ. View ít quá thì em sẽ không bán xả như thế này đâu ạ. Em chào chị Luân Ngọc nha. Em chào chị Đồng Xoan nha. Rồi các chị yêu ơi, chia sẻ like cho em đi các chị yêu nha. Chia sẻ like để mua được với cái giá là 19k hai chiếc áo nhũ cực kỳ xinh luôn nha. Em chào chị Minh Nguyễn nha. Em chào chị Đồng Xoan nha. Các chị yêu ơi, tăng view lên cho em đi. Tăng view lên cho em đi nào. Queen Fashion tăng view lên cho em 50 view đi. 50 view là em bắt đầu chốt đơn đầu tiên nha. Vâng, ok, bây giờ em sẽ chốt đơn đầu tiên cho xưởng Mai Quốc Thịnh nha. Bên xưởng Mai Quốc Thịnh tăng view lên cho em đi nào. Lên 70 view, lên 80 view em sẽ chốt đơn đầu tiên nha. Bên em hôm nay sẽ chỉ sale mỗi áo màu đỏ thôi nha. Áo màu đỏ nha. Ok các chị yêu, em sẽ chốt đơn đầu tiên cho chị đầu tiên ở bên xưởng Mai Quốc Thịnh nha. Rồi, em sẽ chốt cho chị đầu tiên bên xưởng Mai Quốc Thịnh các chị yêu nha. Chị nào đây ạ? Rồi, em chốt cho chị Hướng Dương các chị yêu nha. Chị Hướng Dương ạ. Ok chị yêu, chị Hướng Dương nha. Rồi, số cuối là của chị là 376 rồi chị yêu nha. Rồi, em chốt tiếp cho một chị nào nữa đây bên Queen Fashion các chị yêu nha. Queen Fashion đã lên được cho em. Lên cho em là 60 người đi ạ. 60 người đi các chị yêu nha. Xưởng Mai Quốc Thịnh lên cho em 100 người đi ạ. Rồi 105 người rồi, em sẽ chốt tiếp cho một chị nha. Rồi ok, em chốt cho chị Liên chị yêu nha. Ok chị Liên chị yêu nha. Rồi ok chị Liên ạ. Rồi các chị yêu ơi, nhanh tay các chị yêu nha, nhanh tay lên đi ạ. Chia sẻ cho em đi các chị yêu nha. Quay ra chia sẻ rồi quay lại đây comment cho em là đã chia sẻ và kèm màu kèm số thoại cho em đi các chị yêu nha. Rồi xưởng Mai Quốc Thịnh nha, em chốt tiếp cho một chị bên xưởng Mai Quốc Thịnh ạ. Đó là chị nào đây ạ? Chị nào đây nha, em coi thử chị nào nha. Rồi các chị yêu ơi, nhanh chia sẻ cho em đi nào. Queen Fashion lên cho em 60 view thì em bắt đầu chốt đơn Queen Fashion nha. Em chốt cho chị đầu tiên nha, em chốt cho chị Thúy Lê nha. Ok chị Thúy Lê nha, em chốt cho chị Thúy Lê một đơn nha. Ok chị nha. Áo bây giờ em đang sale với giá là 19k hai chiếc áo cực kỳ xinh luôn nha. 19k hai chiếc áo cực kỳ xinh. Các chị ơi nhanh nhanh tay chia sẻ, tăng view cho em đi, tăng view cho em để em tiếp tục tặng hàng nào. Tăng view cho em đi nào. Các chị ơi tăng view lên nào. Bên Queen Fashion tăng view cho em lên 65 lượt view đi. 65 người xem em sẽ bắt đầu chốt đơn nữa nha. Em sẽ chốt cho xưởng Mai Quốc Thịnh nha. Xưởng Mai Quốc Thịnh. Ok chị Kim Anh Bùi. Ok chị Kim Anh Bùi.
anh Bùi nha. Ok chị Kim anh Bùi. Các chị yêu ơi, nhanh nhanh lên, số lượng có hạn. Em chỉ chốt cho 50 chị đầu tiên thôi, chỉ 50 chị đầu tiên thôi. Nhanh tay lên chia sẻ, tăng lượt view lên cho em nào. Tăng lượt view lên để em còn chốt hàng nha. Em chốt thêm cho chị một ở Win Faction nha. Win Faction. Chị Yến Trang nha. Ok chị Yến Trang nha. Chị Win Faction. Rồi bên Win Faction em đã chốt cho chị Nguyễn Trang rồi chị yêu nha. Rồi em sẽ chốt tiếp cho một chị nữa bên là Sử Mai Quốc Thịnh các chị yêu nha. Rồi đây chị nào đây là chị Bad Queen Bin các chị yêu nha. Rồi okay, em chốt ạ. Nha. Rồi em chốt cho chị nữa chị yêu nha. Rồi các chị ơi nhanh tay chia sẻ cho em đi ạ. À. Nhanh tay chia sẻ các chị yêu nha. Nhanh tay chia sẻ cho các chị yêu ơi. Tăng view lên cho em nào, tăng view lên để em còn tăng tiếp nha. Em chốt tiếp cho chị một Queen Faction nha. Chị nào con mình dùng cú pháp nha. 19k kèm màu kèm số điện thoại nha. Ô màu nâu đẹp quá. Ô. Ok chị yêu ơi chia sẻ cho em đi rồi em sẽ tặng màu nâu cho chị nha. Rồi okay, các chị ơi. Trang nha. Ok chị Quỳnh Trang nha. Em chốt cho chị Quỳnh Trang bên Queen Faction nha. Chị Quỳnh Trang nha. Rồi ok chị Quỳnh Trang rồi chị yêu nha. Em sẽ chốt tiếp cho chị nào nữa đây ạ. À. Rồi ok các chị yêu nha. Các chị ơi, các chị muốn em tặng thì các chị phải chia sẻ cho em đi nha. Chia sẻ ít nhất là 10 lần đi ạ. À. Em sẽ chốt tiếp cho một chị nữa bên là Sử Mai Quốc Thịnh được không ạ? À? Sử Mai Quốc Thịnh đã lên được cho em 150 người rồi ạ. À. Rồi em chốt tiếp cho một chị nữa đó là chị Thu Trang các chị yêu nha. Rồi chị Thu Trang ạ. Okay, à. Rồi chị Thu Trang chị yêu nha. Rồi em sẽ chốt cho một chị bên Win Fashion ạ. À. Đó là chị Hoa Hồng Có Gai ạ. À. Rồi ok chị nha. Rồi ok chị Hoa Hồng Có Gai nha. Rồi em chốt tiếp cho một chị nữa ạ. À. Đó là chị em sẽ chốt tiếp cho một chị bên Win nữa được không ạ? À? Để các chị có thêm động lực để mà chia sẻ cho em nha. Rồi em chốt chị mong một hạnh phúc chị yêu nha. Mong một hạnh phúc. Ok rồi. Chị yêu nha. Rồi ok ạ. À. Rồi em sẽ chốt tiếp cho một chị nữa là bên Sưởng May được không ạ? À? Nhưng mà thôi em sẽ dừng lại tại đây nha. Em sẽ chờ các chị lên được 200 người đi ạ. À. Lên 200 người cho em đi ạ. À. Bên Sưởng May Quốc Thịnh đã lên cho em là 200 người đi. Em sẽ chốt tiếp cho một chị được không ạ? À? Lên chị cho em nhanh 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 nào. Chỉ có 19k hai áo nhũ. Nhanh nhanh lên tụt view thế này thì làm sao mà em chốt tiếp được ạ? À? Tụt view thế này em không chốt đâu. Quy cách sự lên cho em 100 view đi, lên cho em 100 view đi. Lại xuống rồi, xuống thì em sẽ không chốt tiếp đâu. Xuống là em sẽ bán hàng luôn đấy. Sưởng May Quốc Thịnh lên cho em 200 view thì em sẽ chốt đơn tiếp nào. Lên cho em 200 view đi nào. Rồi các chị yêu ơi, em sẽ chốt cho một chị nào nữa đây ạ? À, với cái giá là 19k cho. 19k. Rồi 19k cho hai áo của chị yêu nha. Em sẽ chốt cho chị đó là chị Sen Xíu chị yêu nha. Ok, chị Sen Xíu chị yêu nha. Rồi, em sẽ chốt tiếp cho một chị nữa nè. Em chốt cho một chị nữa bên Win Fashion các chị yêu nha. Rồi, em chốt cho một chị bên Win nữa nha. Đó là chị Cát Tường chị nha. Ok, chị Cát Tường chị nha. Rồi. Em chốt cho chị. Em chốt cho một chị nào nữa đây ạ? À? Em sẽ chốt tiếp cho một chị nào nữa bên Sưởng May Quốc Thịnh các chị nha. Chị Hằng Hà chia sẻ trước. Ok chị Hằng Hà, em sẽ check của em sẽ check nick của chị nha. Nếu chị chia sẻ rồi thì em sẽ tặng quà chị nha. Rồi, em chốt cho Đức Cảnh Lê nha. Em chốt cho Đức Cảnh Lê này. Ok, Đức Cảnh Lê nha. Đó, những người nào mà chia sẻ là em có ghim trên cái live luôn các chị nha. Những người nào chia sẻ hệ thống nhà em sẽ kiểm tra và ghim thì em sẽ đọc tên nha. Còn chị nào chị bảo là chia sẻ ảo thì em sẽ không đọc tên nha. Rồi các chị ơi chia sẻ cho em đi ạ. À. Chia sẻ cho em đi nha. Nếu mà cứ lượt view như thế này thì em không thể nào mà bán với giá 19k được các chị yêu nha. Chia sẻ cho em đi ạ. À. Lượt view thấp quá các chị yêu ơi, lượt view thấp quá. Các chị yêu chia sẻ tăng view lên cho em đi nào. Tăng view lên để em còn tặng quà tiếp. Lượt view thế này thì em sẽ không bán hàng đâu. Lượt view thấp quá các chị ạ. À. Rồi các chị yêu ơi, những chị nào mà đã nói là chia sẻ rồi. Đây nha chị Thảo Vy ạ. À. Rồi em sẽ chốt cho một chị bên Sưởng May Quốc Thịnh nha, đó là chị Thảo Vy chị yêu nha. Ok chị Thảo Vy nha. Rồi chị Thảo Vy còn ở đó không ạ? À? Đáp để nhớ inbox là cho trực chủ động inbox cho shop em nha. Rồi chào chị Thùy Nghiệp chị yêu nha. Đây ạ, à, em sẽ chốt tiếp cho một chị nào nữa đây nha. Em chốt cho. Các chị yêu ơi, lượt view thấp quá, lượt view thấp quá. Lượt view thấp thế này em sẽ không khuyến mại ở đâu. Hàng nhà em bây giờ là hàng rất là đẹp nha. Hàng rất là đẹp nhưng lượt view quá thấp thế này thì em sẽ không bán. Em xin phép các chị 15 phút nữa, 15 phút để em bán hàng. Lát nữa nếu lượt view có tăng tiếp, lượt view tăng tiếp thì em sẽ tiếp tục bán với giá 19k hai áo nha. Bây giờ em xin phép bán hàng nha. Chiếc áo này của em có giá là 120k hai chiếc nha. 120k hai chiếc, hai chiếc áo cũng cực kỳ xinh luôn. Mã là mã của em này là A910 nha. Mã của em này là A910. Giá là 160k hai chiếc áo cực kỳ xinh luôn nha. Các chị yêu ơi, em dừng bán 19k hai chiếc nha. Em dừng bán 19k hai chiếc. Bây giờ em
sẽ bán hàng nha. Em bán hàng với giá là 160k 2 chiếc. 160k 2 chiếc thôi với em là cực xinh luôn nha. Mã của em đây là A910 nha. A910 giá là 120k. Mẫu này của em có 4 màu nha các chị yêu nha. Màu đen, có 5 màu nha. Màu đen, màu trắng, màu hồng phấn, màu rêu và màu nâu em đang mặc trên người nha. Chất cực kỳ, áo cực kỳ xinh luôn nha, áo cực kỳ xinh luôn nha. Áo nhũ cực kỳ xinh, chất cực kỳ đẹp luôn nha. Chỉ có 160k 2 chiếc thôi ạ. Chỉ có 160k 2 chiếc. Chị yêu nào lấy comment là A910 kèm màu kèm số điện thoại của em nha. Em dừng chương trình bán 19k 2 chiếc nha. Bây giờ em sẽ bán áo với giá là 160k 2 chiếc nha các chị yêu nha. Có màu gì nhiều vậy chị? Chị ơi, màu em đang mặc nhá, màu em đang mặc cực kỳ đẹp nha. Màu em đang mặc là màu nâu cực kỳ đẹp, cực kỳ sang luôn nha. Mình lấy thì mình comment hộ em là A910 kèm màu kèm số điện thoại nha chị Thủy Nghiệp nha. Ok, chị mong một hạnh phúc nhá. Mong một phải hạnh phúc. Ok, em chốt đơn cho chị nha. Các chị yêu ơi, chỉ 160k 2 chiếc áo nhũ cực kỳ xinh nha. 2 chiếc áo nhũ cực kỳ xinh, ôm sát eo luôn nha. Mặc chiếc áo này và mặc với chân váy thì cực kỳ đẹp, hoặc là mình có thể khoác thêm một cái áo khoác bên ngoài thì cực kỳ Hàn Quốc nha. Cực kỳ xinh luôn nha các chị yêu nha. 58kg vừa không em? Chị ơi, 58kg là chị vừa nha, vừa luôn nha. Chị ơi, em cao 1m58, nặng 51kg nha. Cao 1m58, nặng 51kg, người em khá là đầy đặn nhưng mặc cũng rất là đẹp nha. Dưới 58 em bao vừa luôn nha các chị yêu nha. Ok, chị Thư mới, em chốt đơn cho chị Thư mới nha. Ok, chị Hà Thủy nha. Dưới 58kg áo nhà em bao vừa bao đẹp luôn nha. Em cao 1m58, chưa đến 1m6 đâu ạ. Nặng 51kg, người khá là đầy đặn nhưng mặc cũng rất là xinh nha. Dưới 58kg là shop nhà em bao vừa bao đẹp luôn nha. Chị nào lấy comment hộ em A940 kèm màu kèm số điện thoại nha. Chị Hà Thủy ơi, comment lại hộ em là A94910 kèm màu kèm số điện thoại để em chốt đơn lại cho chị nha. Ok, chị Hà Phạm, em chốt đơn cho chị Hà Phạm nha. Các chị yêu ơi, chỉ có 160k 2 chiếc thôi. Chỉ có 160k 2 chiếc thôi ạ. Chị Thảo Vi ơi, chị comment là A910 kèm màu kèm số điện thoại để em chốt đơn cho chị nha. Đúng cú pháp thì em mới chốt đơn cho chị được nha. Em chỉ bán 120k 2 áo trong livestream này thôi. Ra ngoài em sẽ không bán với giá này đâu. Áo nhũ nhà em cực kỳ đẹp nha. Áo nhũ cực kỳ đẹp, có 5 màu để các chị chọn nha. Màu đen nha, màu trắng nha, màu hồng phấn, màu rêu và màu nâu em đang mặc cực kỳ sang luôn nha. Cực kỳ sang luôn nha. Ok, chị Minh Anh, em chốt đơn cho chị Minh Anh nha. Chị Thủy Nghiệp, áo em đang mặc là màu đen. Vậy thì chị comment hộ em là A910 kèm màu đen, màu nâu kèm số điện thoại của chị để em chốt đơn cho chị nha. Chỉ 120k một chiếc áo thôi, 2 chiếc áo thôi ạ. Chị Hà Thủy, ok em chốt đơn cho chị Hà Thủy nha. Ok, chị Thu Trang, em chốt đơn cho chị nha. Chỉ 160k 2 áo thôi nào các chị ơi. Áo cực kỳ đẹp luôn nha. Áo nhũ nhà em cực kỳ đẹp, không còn gì phải bàn cãi nữa rồi. Chị Thảo Ly ơi, 2 áo là 160k nha. 2 áo là 160k nha. Chị Lê Diệu ơi, em đang bán áo em. Chân váy có mã không? Chân váy xòe nhà em bán với giá là 150k nha chị Lê Diệu nha. Chị Thủy Nghiệp ơi, chị bổ sung hộ em số điện thoại của chị với ạ. Chị bổ sung hộ em số điện thoại của chị, em sẽ chốt đơn nha. Chị Minh Anh, ok em chốt đơn cho chị Minh Anh nha. Chị Thảo Vi ơi, nãy hình như em không đọc tên chị nha, em không thấy tên chị nha. Bây giờ em không bán với giá 19k, em bán với giá là 160k 2 chiếc áo nhũ cực kỳ xinh này luôn nha. Ok chị Đinh Nga, em chốt đơn cho chị Đinh Nga nha. Chỉ 160k 2 chiếc áo nhũ cực kỳ xinh luôn nha. Màu em đang mặc trên người là màu nâu nha. Các chị có thể thấy nha, chất cực kỳ đẹp, cực kỳ xinh, co giãn nha. Dưới 58kg em bao vừa luôn nha. Dưới 58kg em bao vừa ạ. Các chị yêu ơi, chất cực kỳ xinh luôn. Chị Lê Diệu ơi, chất là nhà áo này nha. Áo này nhà em không có sai nha. Áo này nhà em free size, dưới 58kg em bao vừa. Em cao chỉ 1m58 thôi và em nặng 51kg này. Nhưng mặc vẫn rất là xinh, rất là ôm eo luôn nha. Các chị cứ yên tâm nha, cứ dưới 58 cơ là em bao vừa bao đẹp nha. Ok chị Thủy Nghiệp, chị Thủy Nghiệp nha, em chốt tên cho chị Thủy Nghiệp nha. Ok chị Đinh Nga nha. Ok chị Yên Anh nha, ok chị Yên Anh, em chốt đơn cho chị Yên Anh rồi nha. Các chị yêu ơi, chỉ 160k 2 chiếc áo nhũ cực kỳ xinh luôn. Có 4 màu cho các chị lựa chọn này, có 4 màu. Mặc em này với chân váy nào cũng rất là đẹp nha. Mặc em này với chân váy nào cũng rất là đẹp. Chị Thắm ơi, chị cho em xin thêm số điện thoại của chị với ạ. Chị Thắm cho em xin thêm số điện thoại để em chốt đơn cho chị nha.
mặc thử áo trắng đi chị. Chị ơi, đợi một lát nữa em sẽ mặc thử áo trắng nha. Đợi một lát nữa em. Chị Thảo Vi ơi, nếu vừa nãy em có chốt đơn cho chị thì chị cứ inbox thẳng cho shop em nha. Shop em sẽ vừa nãy em có chốt đơn 19k cho chị cứ inbox thẳng nha. Vừa nãy nếu chị được đọc tên thì chị cứ inbox cho shop em ạ. Cho em xem màu trắng. Đây chị Võ Phương Thảo ơi, màu trắng cực kỳ đẹp luôn nha. Màu trắng cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ sáng da luôn ạ. Cực kỳ sáng da luôn ạ. Chân váy có size S nha chị Lê Diệu nha. Chân váy có size S nha. Chân váy nhà em giá là 150k nha. Chị Nhâm Do Thị, chị ơi áo nhà em bán với giá là 160k, hai chiếc áo nhũ cực kỳ xinh, cực kỳ đẹp luôn nha. Chị lấy comment hộ em là A910 kèm màu kèm số điện thoại. Chị Thu Trang, ok chị nha. Nếu chị không phiền chị comment lại hộ em là A910 kèm màu đen, kèm màu trắng, kèm màu rêu, kèm số điện thoại của chị nha để em chốt đơn lại cho chị nha. Chị Thủy Nghiệp ơi, áo này nhà em là bán với giá cực sale, cực sốc rồi, cực rẻ rồi nên nhà em không có lên ship nha. Nhưng nhà em có hỗ trợ ship nha. Ship nội thành nhà em chỉ có 20k và ngoại thành tất cả các tỉnh chỉ có 30k thôi. Nên chị lấy 4 áo thì cũng chỉ 20k hoặc là 30k tiền ship, mà hai áo thì cũng bằng để ship thôi chị ạ. Nên là mình đặt luôn 4 cái nhá. Ok chị Pha Lê. Chị Pha Lê ơi, chị có thể thêm hộ em mã sản phẩm được không ạ? Nếu không thì em sẽ không biết để chốt đơn cho chị đâu. Chị thêm mã sản phẩm là A910 kèm màu kèm số điện thoại hộ em nha. Để em chốt đơn cho chị nha. Chị Linh Nhi ơi, áo này chị Linh Nhi, chị tươi cú nơi, áo này nhà em bán được giá là 120k hai chiếc nha. 120k hai chiếc, cực kỳ xinh, cực kỳ xinh luôn nha. Ok chị Thu Trang nha. Ok em chốt đơn cho chị Thu Trang nha. Áo nhà em bán được giá chỉ 160k, chỉ 160k hai chiếc, 160k hai chiếc, áo nhũ cực kỳ xinh luôn nha. Mặc em này với chân váy thì cứ gọi là xinh thôi rồi, mà trời có lạnh một chút mình khoác thêm một chiếc áo dạ thì vẫn xinh nha, vẫn rất là xinh nha. Trời có lạnh một chút đi một đôi bốt khoác thêm một chiếc áo dạ là cực kỳ Hàn Quốc luôn nha, cực kỳ Hàn Quốc nha. Chị Ngoan Nguyễn ơi, shop của em ở 51 Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội nha. Ok chị Pha Lê, em chốt đơn cho chị Pha Lê nha. Các chị yêu ơi, có chị yêu nào muốn em thử đổi màu không ạ? Chị Nhâm Do Thị ơi, hai cái là 160k nha, hai cái là 160k nha. Ship Yên Bái là 30k nha. Cứ ship ngoại thành là shop em sẽ ship 30k, chỉ 30k thôi ạ. Chị lấy thì con muốn được em cú pháp là A910 kèm màu kèm số điện thoại nha chị yêu nha. Chị Nguyễn Tuyền ơi, nhà em bản áo này là cố định là dưới 58kg rồi. Chị 63kg thì chị phải cao từ 1m63-65 lên cơ thì mới vừa được ạ. Còn nếu chị dưới 1m63 thì em nghĩ là chị không vừa mất rồi ạ. Chị Phạm Duyên, ok chị Phạm Duyên, em chốt đơn cho chị Phạm Duyên nha. Các chị yêu ơi, set cực kỳ xinh luôn này, áo cực kỳ xinh luôn này, áo cực kỳ xinh có 4 màu luôn này, áo nhũ cực đẹp luôn nha. Ok chị Phạm Duyên nha. Ship Gia Lai 30k nha, ship các tỉnh đều 30k nha các chị yêu nha, ship các tỉnh đều 30k nha. Đông Phong A940, ok em chốt đơn cho Đông Phong nha. Các chị ơi đừng vội rời livestream vội. Chị nào chốt rồi thì cũng đừng vội rời livestream vội. Lát nữa em sẽ giới thiệu một siêu phẩm nữa cực kỳ đẹp, cực kỳ xinh luôn nha. Chị thử màu hồng đi ạ. Ok bây giờ em sẽ thử sang màu hồng. Bây giờ em sẽ thử sang màu khác nha. Các chị yêu em sẽ thử sang màu hồng nha. Áo này nhà em là áo nhũ cực kỳ xinh luôn nha các chị yêu nha. Đây là các chị yêu chỉ có 160k hai áo thôi, chỉ 160k hai chiếc áo nhũ cực kỳ xinh luôn, mặc với chân váy hoặc là khoác thêm một chiếc áo dạ thì cực kỳ đẹp nha. Chị nào lấy comment hộ em là A910 kèm màu kèm số điện thoại nha. Các chị cứ yên tâm, em sẽ thử hết tất cả các màu nha. Giờ em đang thử màu hồng cho. Các chị ơi, em đang mặc màu hồng đấy ạ. Em mặc màu hồng đấy ạ. Chị Võ Phương Thảo, Võ Phương Thảo ơi, chị comment lại hộ em với ạ. Chị comment lại hộ em là A910 kèm màu trắng nâu kèm số điện thoại của chị nha. Không mỏng nữa nha chị yêu ơi. Có mỗi chiếc tay thì chỉ một lớp, còn phần thân thì là hai lớp nha chị yêu nha. Chị Ngoan Nguyễn nha. Chị Yên Anh ơi, vâng ok để em tầm 5 phút nữa thôi, 5 phút nữa em sẽ thử sang màu trắng nha. Các chị nào mà đặt mua rồi thì đừng vội rời livestream vội. Em còn một mẫu áo rất là đẹp nữa cơ. Em sẽ giới thiệu thêm một mẫu live siêu phẩm rất là đẹp nữa và cũng rất là rẻ luôn ạ. Ok chị Lăng Thẩm nha. Em chốt tới cho chị Lăng Thẩm nha. Chị Nguyễn Ngoan ơi, áo không mỏng đâu nha. Ok chị Thảo Vi nha. Chị Nguyễn Ngoan ơi, áo không mỏng đâu nha. Chỉ mỗi tay là một lớp thôi còn
còn phần thân là hai lớp nha, không mỏng một chút nào luôn nha, không mỏng một chút nào ạ. Ok chị Dung Thanh nha, ok chị Dung Thanh nha. Chị Võ Phương Thảo ơi, chị comment lại của em là A910 kèm màu kèm số điện thoại em chốt đơn để bên em còn gọi điện chốt đơn cho chị với ạ. Các chị yêu ơi, phép tục áo cực kỳ đẹp nha, áo cực kỳ đẹp nha, có 5 màu cho các chị lựa chọn nha. Chuyển sang màu khác đi. Ok chị yêu ơi, bây giờ em chuyển sang thử màu trắng nhá. Em chuyển sang thử màu trắng nhá các chị yêu nhá. Em chuyển sang thử màu trắng nhá, vừa nãy có chị Yên Anh. Em chào chị Ly Chiêu ạ. Vừa nãy chị Yên Anh bảo em thử màu trắng, rồi em sẽ thử sang màu trắng nhá. Màu trắng mặc cực kỳ đẹp luôn các chị ạ. Bây giờ em thấy rất biết chị thấy màu trắng, nhưng em thấy màu trắng mặc cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp và cực kỳ nhã nhặn luôn ý. Màu trắng với màu đen là hai cái màu cơ bản rồi, cực kỳ đẹp luôn ý ạ. Ai mặc cũng được luôn. Từ da ngăm đến da trắng đều đẹp luôn. Chị nào lấy con mình gọi em là A910 kèm màu kèm số điện thoại cho các chị yêu nha. Màu trắng mà mặc với chân váy đen đen thì cứ gọi là xinh thôi rồi luôn ý ạ. Đây các chị yêu ơi, em mặc sang màu trắng nhá. Em mặc sang màu trắng nhá. Cực kỳ xinh luôn nhá. Giá là 160k 2 chiếc nha các chị yêu nha. Giá là 160k 2 chiếc nha. Ok chị Nguyễn Lam nha, em chốt đơn cho chị Nguyễn Lam nha. Giá là 160k 2 chiếc. Hai chiếc áo nhũ cực kỳ xinh luôn này. Hai chiếc áo nhũ cực kỳ xinh luôn. Cực kỳ đẹp luôn nhá các chị yêu nhá. Chị nào lấy comment của em là A910 kèm màu kèm số điện thoại nào. Các chị yêu ơi đừng vội tăng view, đừng vội thoát like vội nhá. Lát em sẽ giới thiệu thêm một siêu phẩm nữa. Chị Hiền Lê ơi, áo nhà em là dưới 58kg, bao vừa bao đẹp luôn nha. Chất liệu co giãn dưới 58kg nên bao vừa bao đẹp luôn nha. Chị Thủy Nghiệp ơi, em chuyển sang mẫu khác rồi này. Chị lấy liền 4 cái đi, màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh luôn. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh luôn. Ok, chị Nhậm Cao Thị nha. Ok, em chốt đơn cho chị nha. Các chị yêu ơi, chị nào muốn lấy áo này thì comment nhanh nhanh là A910 kèm màu kèm số điện thoại đi ạ. Chỉ 160k 2 chiếc áo, 160k 2 áo thôi. Kết thúc livestream em sẽ không bán được giá này đâu. 162k 2 áo, chiếc áo nhũ cực kỳ xinh, cực kỳ đẹp như này quá là rẻ luôn đúng không ạ? Kết thúc livestream em sẽ không bán với giá này nữa đâu ạ. Áo có 5 màu cho các chị chọn nha, có 5 màu này. Các chị yêu ơi, chị Nhiêu nào đang xem livestream, chị Nhiêu nào đang xem livestream thì comment hộ em với ạ. Em chào chị Xuân Đào ạ. Chị Nhiêu là đang xem livestream thì đặt hàng mau mau nha. Không đến khi em kết thúc livestream em sẽ không bán được giá này nữa đâu ạ. Áo cực kỳ đẹp, cực kỳ xinh luôn nha. Có 5 màu cho các chị lựa chọn. Áo này mặc ôm body nha, dưới 58kg em bao vừa bao đẹp luôn nha. Sơ vin cũng được mà các chị thả ra cũng được nha. Có 5 màu nha các chị yêu. Màu rêu cũng rất là đẹp này, màu rêu cũng rất là đẹp. Màu rêu mặc cực kỳ sang luôn nha. Em chào chị Mừng Nguyễn Thị nha, màu rêu mặc cực kỳ sang nha. Các chị yêu ơi, không chị yêu nào có câu hỏi cho em nữa ạ. Không chị yêu nào có câu hỏi cho em nữa các chị yêu ơi. Áo đẹp như này mà, em chào chị Minh Tân Nguyễn nha. Áo đẹp như này mà các chị không mua nhanh là em kết thúc livestream em sẽ không bán được giá như giá này nữa đâu. Áo cực kỳ xinh như này ạ. Có chị yêu nào còn câu hỏi nào cho em nữa không ạ? Em chào các chị yêu nha. Các chị yêu mà không comment là em sẽ kết thúc livestream đấy ạ. Các chị yêu ơi comment đi ạ. Chỉ có 160k 2 chiếc áo thôi ạ. 160k 2 chiếc áo, mã là A910 kèm màu kèm số điện thoại nha. Áo cực kỳ xinh, cực kỳ đẹp như này mà không chị yêu nào muốn lấy ạ? Chị ơi, áo nhũ màu đen này, áo nhũ màu đen này. Chị Nguyễn Lương ơi, comment lại hộ em là A910 kèm màu rêu và màu vàng kèm số điện thoại nha. Chị ơi, bên em hết màu vàng, chị không có màu vàng, chỉ có màu nâu nha. Màu nâu nghĩa là màu vàng đúng không ạ? Chị comment lại hộ em là A910 kèm màu rêu, kèm màu vàng kèm số điện thoại nha, hoặc là màu nâu nha, kèm số điện thoại nha. Các chị yêu ơi, nhanh nhanh đặt hàng đi nào, không là em kết thúc livestream đấy ạ. Nhanh nhanh đặt hàng đi, không là em kết thúc livestream. Hay là các chị có muốn em giới thiệu thêm một mẫu áo cực kỳ xinh này không ạ? Đây. Mẫu áo gió Kenzo dáng bomber nhà em ạ. Mẫu áo gió Kenzo dáng bomber nhà em cực kỳ xinh luôn nha. Có chị nào đang xem livestream ưng chiếc này không ạ? Có chị nào đang xem livestream nhà em mặc ưng chiếc này không ạ? Chị Nguyễn Lương ơi, mã nhà em là A910 không phải A900 chị ơi. Chị comment lại hộ em với ạ. A910 ạ. A910 kèm màu rêu và màu nâu kèm số điện thoại của chị ạ.
Chị Thảo Vy ơi, em chỉ bán hai cái nhá. Em bán gộp hai cái là 160k hai cái nhá. Ba cái thì bao nhiêu tiền? Ba cái là 240 ba cái nhá chị Dung Thanh nhá. Ba cái là 240 ba cái ạ. Chị comment là A910 kèm ba màu chị muốn đặt và kèm số điện thoại của em nhá. Được tặng rồi muốn lấy thêm được không? Được chị nhá. Được tặng rồi vẫn được lấy thêm nhá. Em sẽ gộp đơn cho chị nhá. Chị comment đơn hộ em là A910 kèm màu kèm số điện thoại nhá. Chị yêu ơi, các chị yêu ơi, có loại 65kg mặc được không? Loại 60-65kg thì chị phải cao từ 1m65 trở lên mới đẹp nha các chị yêu nha. Bây giờ em đang giới thiệu thêm một chiếc áo khoác dáng bomber Kenzo nhà em nha. Cực kỳ đẹp, cực kỳ xinh nha. Áo khoác này chỉ có giá là 199k thôi. Chỉ 199k thôi nhưng cực kỳ đẹp, cực kỳ xinh luôn các chị yêu nha. Chị yêu nào thích em này thì comment họ em là A100 kèm màu kèm số điện thoại nha. Có chị yêu nào đang ưng em này không ạ? Có chị yêu nào đang ưng em bomber này không ạ? Em bomber Kenzo cực kỳ sang luôn nha. Có chị yêu nào đang ưng em bomber này không ạ? Các chị yêu ơi, có chị yêu nào có câu hỏi cho em không ạ? Có chị yêu nào có câu hỏi cho em không? Mẫu áo nhà em cực kỳ xinh luôn, cực kỳ xinh luôn, bán với giá chiếc áo nhung bên trong của em bán với giá là 160k hai chiếc thôi. Và chiếc áo bomber bên ngoài bán với giá là 199k một chiếc. Các chị ơi, chị yêu nào lấy comment hỏi em đi ạ. Có chị yêu nào có câu hỏi cho em không ạ? Nếu chị yêu nào không có câu hỏi em kết thúc live stream tại đây nhé. Áo nhung bao nhiêu vậy bạn? Chị ơi, áo nhung nhà em bán là 160k hai chiếc nha. 160k hai chiếc với 5 màu nha. Với 5 màu ạ. Chị Nguyễn Lương ơi, áo nhũ là 160k 2 chiếc với 5 màu. Hình như em chốt đơn cho chị rồi đúng không ạ? Em chốt đơn cho chị rồi đúng không ạ? Nhưng mà chị, cú pháp của chị sai mất rồi. Chị comment là em là A910 kèm màu nâu, màu rêu, kèm số điện thoại nha chị nha. A910 nha. Chỉ 160k 2 chiếc áo nhũ thôi ạ. Nhũ cực đẹp luôn nha. Áo nhũ cực đẹp luôn này. Có 5 màu cho chị chọn này. Ok chị Thảo Vy nha. Ok chị Thảo Vy nha. Bên em sẽ liên hệ để check lại với chị nha. Ok chị Thảo Vy nha. Các chị yêu ơi, có chị yêu nào đang xem livestream của em có câu hỏi nào cho em không ạ? Có câu hỏi nào cho em không ạ? Em đang bán hai sản phẩm ạ. Chiếc áo như em đang mặc có giá là 160k hai chiếc và một chiếc và chiếc bomber chỉ có giá 199k một chiếc thôi ạ. Ok chị Dung Thanh, ok chị Dung Thanh, em chốt đơn cho chị Dung Thanh nha. Hình như vừa nãy em đã chốt đơn cho chị rồi đúng không ạ? Mười chín k chị không được cái nào vậy chị ơi? Em đăng live trên cả ba, em hôm nay kết thúc livestream rồi ạ. Em hôm nay em kết thúc cái phần 19k rồi. Bây giờ em đang bán áo với giá là 160k nha. Em đang bán áo với giá là 160k nha chị ơi. Nếu mà chị Dung Thanh ơi, nếu chị ngoại tỉnh thì chị sẽ được nhận hàng trong vòng 3 ngày, còn trong nội thành thì từ 2 đến 3 ngày, còn trong nội thành thì chị sẽ được nhận hàng trong ngày hoặc là 1 ngày sau nha. Ok Thảo Vy nha, ok Thảo Vy nha. Các chị yêu ơi, bây giờ em đang bán em áo nhũ cực xinh này với giá 160k hai chiếc nha. Chỉ 160k hai chiếc em áo nhũ cực xinh này luôn nha. Có 5 màu cho các chị chọn nha. Dáng em này là ôm body nha, cực xinh luôn nha. Các chị yêu ơi, có chị yêu là còn câu hỏi cho em nữa không ạ? Buồn quá, các chị yêu đang xem mà không comment để đặt hàng vậy ạ. Mặc màu đỏ chị Võ Phương Thảo. Ok chị Võ Phương Thảo, em thử sang màu đỏ nha. Ở Thường Tín thì chắc là trong một ngày thôi chị ạ. Ở Thường Tín thì em nghĩ là chỉ trong một ngày là nhận được đấy chị Phương Thanh ạ. Em sẽ thử sang màu đỏ nha chị Võ Phương Thảo nha. Em sẽ thử sang màu đỏ nha. Các chị yêu ơi, áo chỉ có 160k hai chiếc thôi. Nhà em đang xả kho mới có giá như này đấy. Em chỉ bán duy nhất trong livestream nhà em thôi. Lát nữa em kết thúc livestream là em sẽ không bán cái giá này đâu. Áo nhũ nhà em cực kỳ đẹp nha, cực kỳ đẹp nha. Dáng nhũ cực kỳ đẹp, dưới 58kg bao vừa, chất cũng bao đẹp luôn. Các chị không phải lo hàng xấu đâu ạ. Không, kết thúc livestream là em sẽ không bán cái giá này nữa đâu ạ. Chỉ 160k hai chiếc, cực rẻ mà cực xinh. Cực rẻ, một chiếc áo nhũ cực xinh luôn. Em thử áo màu đỏ nha, em thử áo màu đỏ nha. Áo màu đỏ cũng cực kỳ xinh, cực kỳ sang luôn nha. Đây nha các chị yêu, áo màu đỏ cực kỳ đẹp luôn này.
Trời ơi, áo màu đỏ đẹp quá. Chị Thủy Nghiệp ơi, chị lấy ngoại tỉnh thì tầm 2 đến 3 ngày là nhận được nha. Ok chị Nguyễn Lương, em chốt đơn cho chị Nguyễn Lương nha. Chị lấy màu đỏ thì tầm 2 đến 3 ngày. Bomber bơ nhũ, chị Trang Lê ơi, chị comment lại hộ em nha. Chị comment lại hộ em. Nếu chị muốn lấy dáng bomber này, muốn lấy dáng bomber Kenzo này, chị Trang Lê comment hộ em là A100 kèm bomber màu gì. Bomber nhà em có bộ có 5 màu nhá. Màu be này, màu vàng này, màu hồng này, màu cam và màu đen nha. Chị lấy màu nào chị comment là A100 kèm màu kèm số điện thoại của em nha. Chị Nguyễn Thủy ơi, chị Thủy Nghiệp ơi, chị lấy 4 cái ship ngoại tỉnh chỉ 30k và trong vòng 2 đến 3 ngày nha. Chỉ 2 đến 3 ngày thôi chị ạ. Chị ở đâu về ạ? Các chị yêu ơi, tương tác kém quá luôn. Tương tác kém quá luôn. Chị nào đang xem livestream với em thì comment hộ em đi ạ. Màu đỏ này, màu đỏ em mặc cực kỳ xinh luôn này. Màu đỏ quá đẹp luôn các chị yêu ạ. Màu đỏ đẹp chưa này? Màu đỏ quá đẹp luôn nha. Màu đỏ cực kỳ đẹp luôn nha. Chị Trang Lê ơi, chị comment lại hộ em là A100 kèm màu kèm số điện thoại nha. Nếu chị lấy cả bomber cả nhũ thì chị lại comment là A910 kèm màu kèm số điện thoại và A100 kèm màu nhá. Chỉ cần như vậy là em chốt đơn cho chị rồi nha. Phan Huyền Linh A100 màu đen đúng không ạ? A100 màu đen, chị thêm cho em số điện thoại nha. Chị thêm cho em là A910 kèm 4 màu áo mà chị muốn mua kèm số điện thoại của em nha. Ship Đồng Nai là 30k nha chị nha. Ship Đồng Nai là 30k nha. Các chị yêu ơi, chị Thủy Nghiệp ơi, comment lại hộ em đi nào. Comment lại hộ em là A910 kèm 4 màu chị muốn mua và kèm số điện thoại nha. Chết rồi, bên chị Phạm Huyền Linh ơi, chị comment lại hộ em là A100 kèm màu đen kèm số điện thoại của em nha. Để em chốt đơn cho chị nha. Có số điện thoại thì bên em mới chốt được ạ. Các chị yêu ơi, có chị yêu nào còn câu hỏi hay có chị yêu nào muốn thử em thử sang mẫu nào khác không ạ? Có chị yêu nào còn câu hỏi hay có chị yêu nào muốn em thử đổi màu hay em thử màu đen hay là thử màu hồng không ạ? Em chưa thử hết 5 màu đâu mà không chị yêu nào comment là em lượt tương tác kém quá luôn. Lượt tương tác kém quá các chị yêu ạ. Chị Trang Lê đâu rồi ạ? Chị Trang Lê ơi, chị đi đâu rồi ạ? Chị comment hộ em mã sản phẩm được không ạ? Chị đi đâu rồi ạ? Các chị yêu ơi, không chị yêu nào trả lời câu hỏi của em thì em không chị yêu nào có câu hỏi nào cho em thì em sẽ kết thúc livestream tại đây nha. Em sẽ kết thúc livestream tại đây nha. Mạng nhà em đang có vấn đề một chút nhá. Mạng nhà em đang có vấn đề một chút. Các chị yêu cố gắng kiên nhẫn để em kết nối lại nhá. Mạng nhà em xin rất là xin lỗi các chị yêu nha. Nhưng mạng nhà em đang có vấn đề một chút. Ở đây chị Bùi Nga ơi, mạng nhà em đã bình thường trở lại rồi. Mạng nhà em bình thường trở lại rồi. Chị có thích một trong hai mẫu này thì comment hộ em nha. Mẫu áo của em đang cầm có giá là 160k 2 chiếc, có mã là A910. Chị lấy thì comment hộ em là A910 kèm màu kèm số điện thoại. Còn em Kenzo này có giá là 199k 1 chiếc. Chị lấy thì comment là A100 kèm màu kèm số điện thoại.